Xin chào quý vị và các bạn trên kênh YouTube Góc cảnh giác. Thưa quý vị, thời gian qua đã có không ít những vụ việc một số cán bộ chiến sĩ công an có hành vi vi phạm pháp luật khi chửi bới lăng mạ, thậm chí là ra tay đánh người dân. Đã có nạn nhân bị đánh đã phải nhập viện, gây chấn động dư luận. Để quý vị có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi những clip công an đánh dân được camera ghi lại dưới đây. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip trong đó có cảnh hai chiến sĩ áo vàng và áo xanh sau khi đuổi kịp hai thiếu niên đã nhảy xuống xe chuyên dụng, thay nhau dùng tay, chân, thậm chí nón bảo hiểm đánh người cầm lái. Rất nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ bất bình sau khi xem clip. Cụ thể, clip ghi lại hình ảnh công an đánh tới tấp hai thiếu niên chạy xe máy xảy ra tại thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, lan truyền trên mạng gây bức xúc lớn cho dư luận. Các chuyên gia cho rằng cần xử lý nghiêm để giữ uy tín cho ngành công an. Theo xác minh bước đầu, sự việc xảy ra lúc 15 giờ ngày 25 tháng 9, khi tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn trật tự dịp lễ Senedonta trên quốc lộ Nam Sông Hậu, đoạn qua phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Vĩnh Châu có 5 người do đại úy HTA, phó đội trưởng, tổ trưởng và 4 cán bộ là tổ viên, gồm đại úy CMT, trung úy NQT, đại úy TMD và thượng úy DTP phát hiện một học sinh điều khiển xe máy hiệu Exciter chở theo một học sinh khác đi ngược chiều, nghi sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe, hai thiếu niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng qua các tuyến đường Nam Sông Hậu, Lê Lai, Trưng Nhị 30 tháng 4, huyện Lộ 43, Nam Sông Hậu, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, với quãng đường khoảng 30 km khi đến địa bàn ấp âu thọ b xã vĩnh hải khu vực cơ sở thu mua tôm ông sái lực lượng làm nhiệm vụ mới dừng được phương tiện ba cán bộ nqt cmt dtp đã có hành vi bạo lực với hai thiếu niên bị camera giám sát của nhà kho ghi lại hình ảnh sau đó tổ công tác đưa người và xe về trụ sở công an xã để làm việc Tại đây, hai người đi xe máy khai nhận là NHD 16 tuổi, người điều khiển phương tiện, người còn lại là LTL 15 tuổi, cả hai cùng ngụ xã Hòa Đông, thị xã Vịnh Châu. Cảnh sát giao thông là người đại diện cho pháp luật giữ gìn an ninh trật tự xã hội, vậy mà lại chĩa súng đánh người vi phạm giao thông như thế này, có tức đến mấy cũng không được lộng quyền chứ. Đó là bình luận của một số cư dân mạng sau khi xem video công an đánh người vi phạm tham gia giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ việc, chiều 20 tháng 4 năm 2019, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh PC08 đã xác minh được người trong video cảnh sát giao thông chĩa súng đánh người vi phạm giao thông của đội cảnh sát giao thông Bình Triệu. Hiện PC08 đã yêu cầu đội báo cáo vụ việc. Theo đó, tối 17 tháng 4, Tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn gần giao lộ với đường Vườn Lài, quận 12, thì phát hiện nhóm thanh niên tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép lúc này tổ công tác tiến hành ngăn chặn thì nhóm này rồ ga bỏ chạy nhóm thanh niên này chạy ngược chiều trong làn xe máy theo hướng từ quận thủ đức về ngã tư an sương sau đó một cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động chạy mô tô chuyên dụng rượt đuổi hai nam thanh niên đi xe máy chạy ngược chiều thì hai thanh niên này xảy ra va chạm với một xe máy đi đúng chiều theo mô tả trong video sau khi va chạm một cảnh sát giao thông đi đến và đánh một thanh niên rồi rút súng chĩa vào mặt sau đó cảnh sát giao thông này tiếp tục đạp vào mặt một thanh niên khác. Sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội đã lập tức nhận được nhiều bình luận chia sẻ về vụ việc. Hầu hết mọi người cho rằng hình ảnh cảnh sát giao thông chĩa súng đánh người là không đúng chuẩn mực. Tạm đình chỉ công tác một đại úy công an xã liên quan đến đoạn clip xôn xao mạng xã hội có nội dung công an xã đánh dân. Theo đó, đoạn clip cho thấy khi nhiều người dân và lực lượng dân quân, dân phòng đang khống chế người đàn ông xe rượu, thì một công an mặc sắc phục công an đến đá liên tục vào người đàn ông này. Trong lúc người đàn ông bị đánh, nhiều người lên tiếng rằng ai kêu bỏ chạy. Sau đó, người công an bỏ đi, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục áp giải người đàn ông xe rượu này đi. Diễn biến vụ việc được camera của người dân ghi lại. Cụ thể vụ việc xảy ra ngày 20 tháng 1 năm 2023 nhằm 29 Tết tại nhà của một người dân ở xã Thành Triệu. Người đàn ông bị công an đánh đá liên tục là ông Dê, còn người công an đánh ông Dê là đại úy PV Chờ, công an viên xã Thành Triệu. Trước đó vào chiều cùng ngày, công an xã Thành Triệu nhận được tin báo về việc ông Dê sau khi nhậu say có hành vi gây rối trật tự công cộng và gây thương tích cho một người khác nhận được tin báo công an đến hiện trường lập biên bản xử lý tin thì ông dê đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ khi bị khống chế thì ông dê bỏ chạy và bị lực lượng chức năng đuổi theo bắt giữ được vụ việc đã được công an tỉnh bến tre và công an huyện châu thành tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định ngay sau đó Lại là một vụ việc khiến cư dân mạng bức xúc nữa khi thượng sĩ công an lao vào đánh người dân phải nhập viện. Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Dương Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an quận 6 cho biết vừa có quyết định tạm đình chỉ công an đối với Thượng sĩ Lương Việt Hà công tác tại Công an phường 4 quận 6 nhằm kiểm điểm xác minh mức độ sai phạm trong vụ việc xô xát khiến anh Phạm Thiện Minh Phong, 28 tuổi, ngụ quận 6 nhập viện cấp cứu hiện mức độ sai phạm của thượng sĩ hà ra sao chúng tôi đang điều tra xác minh chưa thể kết luận được việc quyết định tạm đình chỉ nhằm mục đích xác minh làm rõ thượng sĩ hà sai hay không và nếu sai thì mức độ nào để kiểm điểm trách nhiệm thượng tá thanh nói Trước đó khoảng 11 giờ ngày 14 tháng 4 trên mạng xã hội đăng tải đoạn video clip dài 4 phút 13 giây ghi cảnh số sát giữa thượng sĩ Lương Việt Hà với anh Phong tại khu vực quanh chợ Bình Tiên, đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Đoạn video đăng tải thu hút nhiều bình luận. Theo nội dung trong video clip, trong lúc giảng co, thượng sĩ Hà tác động mạnh khiến anh Phong ngã xuống đường nằm bất động. Lúc này, thượng sĩ Hà tiếp tục kéo anh Phong thì bị người dân xung quanh phản ứng vào can ngăn kịp thời. Trao đổi với báo chí sau khi video clip được phát tán, Thượng tá Thanh cho biết đã chỉ đạo công an phường 4 quận 6 đi thăm và hỗ trợ gia đình anh Phong tiền thuốc men chữa trị. Trong khi đó, sau khi xem đoạn video clip này, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, trưởng phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bước đầu công an thành phố Chí Minh xác định Thượng sĩ Lương Việt Hà có hai cái sai cơ bản. Đại tá Quang nói, thứ nhất là không được chỉ huy phân công nhiệm vụ mà tự động thực hiện. Thứ hai, trong quá trình chỉnh trang đô thị lòng lề đường ở chợ, nếu xét thấy người dân sai phạm phải có hình thức nhắc nhở phù hợp. Tuy nhiên, hành xử của Thượng sĩ Hà trong đoạn video là không đúng quy tắc trong ứng xử và điều lệnh của ngành. Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý nghiêm, xa đến đâu xử lý đến đó. Về tình hình sức khỏe của nạn nhân, ngày 15 tháng 4, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho biết, anh Phong bị xuất huyết màng não bán cầu ở bên phải lượng rất ít, Hiện bệnh nhân tỉnh táo, còn sưng và đau đầu bên trái, mạch huyết áp ổn định, đang được điều trị nội khoa. Trước đó, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện quận 6 sơ cứu và chuyển bệnh nhân đến bệnh viện ngoại thần kinh quốc tế quận Tân Phú. Tại đây, bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ sọ não và ghi nhận có xuất huyết ở vỏ não bán cầu phải. Đoạn clip cũng như vụ việc gây bão trên cộng đồng mạng khiến dư luận không khỏi vẫn nộ, Mọi người thực hiện hành vi vi phạm chính là người nắm giữ trọng trách bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự xã hội là một công an phường nhưng lại có hành vi bạo lực lao vào tiệm làm tóc đánh phụ nữ tới tấp khiến người dân vô cùng phẫn nộ công an hóa tội phạm clip ghi lại hình ảnh hai người đàn ông mặc thường phục cùng một số người đàn ông mặc quần áo giống công an đi trên xe ô tô biển trắng dừng trước một quán cắt tóc tại phường đề thám thành phố cao bằng tỉnh cao bằng tại đây một người mặc áo trắng và một người mặc quần áo giống công an lôi kéo tát quật ngã yêu cầu một nam thanh niên mặc áo vàng ở quán cắt tóc lên ô tô nhưng bị một người phụ nữ mặc quần áo nâu ngăn cản trong lúc rằng co người đàn ông mặc áo trắng tiếp tục tát thẳng vào mặt nam thanh niên mặc áo vàng và người phụ nữ mặc đồ nâu sau đó người đàn ông mặc áo trắng tiếp tục đẩy mạnh khiến người phụ nữ này suýt ngã thời điểm này một người đàn ông mặc áo xanh liên tục chỉ tay yêu cầu người đàn ông mặc áo trắng tát cô gái khi những người ở quán cắt tóc vào nhà người đàn ông áo trắng tiếp tục đi theo và đánh người phụ nữ bất chấp cảnh báo của những người ở quán cắt tóc rằng nhà có camera theo người đăng tải clip, họ không biết những người trên ô tô là cán bộ thuộc đơn vị nào bởi khi định đưa nam thanh niên ở quán cắt tóc đi, những người trên không đọc lệnh bắt giữ hay giới thiệu chức vụ. Vụ việc chỉ dừng lại khi công an phường sở tại có mặt để giải quyết, người đàn ông hành hung cô gái và hai người mặc quần áo giống công an mới chịu rời đi. Sáng ngày 3 tháng 5, trao đổi với báo chí, lãnh đạo công an phường Đề Thám thành phố Cao Bằng cho biết, vụ việc trên xảy ra đêm 28 tháng 4 và công an phường cùng một số đơn vị đã vào cuộc xác minh, mời những người liên quan đến trụ sở làm việc. Vị lãnh đạo này thông tin thêm, người đàn ông mặc áo trắng có hành vi hành hung cô gái mặc áo màu nâu và nam thanh niên mặc áo vàng như trong clip đăng tải mạng xã hội là một vị phó trưởng công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. Nguyên nhân xảy ra vụ xô xát do mâu thuẫn sau một cuộc gọi điện thoại. Cùng ngày, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Cao Bằng cho biết đã chỉ đạo công an tỉnh, công an thành phố cùng các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc trên. Vị lãnh đạo nói, hiện công an tỉnh đã tạm đình chỉ công tác đối với vị phó trưởng công an phường sông Bằng để phục vụ quá trình điều tra vụ việc. Quan điểm của chúng tôi ra đến đâu xử lý đến đó và xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ này sai phạm. Dù đã có những hình thức xử phạt thích đáng như hình ảnh một số cán bộ trên sĩ công an có hành vi vi phạm pháp luật cũng như những hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức mô hình chung sẽ làm xấu xí hình ảnh của lực lượng ngành công an trong mắt người dân. Quý vị nghĩ sao về vụ việc trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng tôi biết. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!